Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Tom and Jerry. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Rồi, anh em nhớ 10 giờ lên Nemo TV xem mình livestream Dragon City nhé. Hôm qua up được một con rồng lên level 5 sao rồi, tuyệt vời. Thì ở bên góc trái là cái link donate. Anh em nào có thể ủng hộ mình thì vào đấy và donate cho mình để mình có thêm kinh phí mua thêm rồng này, mua thêm mèo hoặc là mua thêm nhiều tựa game hay hơn nữa để làm cho anh em xem nhé. Rồi mình sẽ đi làm nhiệm vụ này đã. Cái này thì ta sẽ căn à? Chúng ta sẽ phải căn đúng không? Đó, ok ok. Chúng ta sẽ cần phải ném đủ 5 phát. Ấy chà chà, là phải ném qua bên này cơ. Xem nào, làm kiểu gì đây? Rồi ôi, tuyệt vời. 3/5 đây là ném khó rồi. Cái này là ném bom. Hướng dẫn mình đang ném bom. 4, 3, 2, 1. Ném. Nó. Rồi ôi, xong cái này đơn giản. Cứ tầm khoảng 1 giây cuối ta sẽ ném. Cái băng này cũng thế đấy. Nó hướng dẫn mình ném băng ra. 2, 1, ném. Đóng băng luôn. Đóng băng trong vòng 1 giây đúng không? Cái này khó chịu ghê, con mèo đang bị đau đầu rồi. Rồi xong cái này. Mình hoàn thành cái này ta sẽ được thêm điểm nha. Hoàn thành hết cái này đi ạ. Hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ đây ta sẽ được thêm 1.000 nghìn vàng thì phải. Để tiếp tục và nâng cấp. Hôm nay ra là con cú ấy nhỉ. Ok. Ăn bánh, ăn bánh. Cái này giúp ta ăn bánh để ta tăng máu, tăng tốc độ di chuyển các kiểu. Đấy, xong. Chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn. Này này. Về làm gì? Cứu cái này đúng không? Cứu 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 cứu. Hồi máu cho nó. Rồi xong, nhiệm vụ này cũng dễ. Hy vọng là sẽ toàn nhiệm vụ dễ thôi. Trên này xong chưa? Trên này xong hết rồi này. Dưới này còn chưa xong. Đánh nốt một cái này luôn. Còn 3 nhiệm vụ con nữa. Là chúng ta sẽ có khoảng là 8k tiền. Nó hướng dẫn mình đi đâu nhỉ? Lên trên á, lên trên. Đây là cái đường ấy, đây là cái đường đi nhanh lên đây, từ từ. Chui qua. Con mèo mà chui qua cái đường này sẽ thấy biến thành cái con bẹ dẹt dẹt. Ten 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 ten. Đơn giản mà, dễ chơi mà, dễ chơi và dễ trúng thưởng. Nó hướng dẫn mình đi cái đường này. Úi giời. Nhảy lên đây. Ở trên có cái đường trèo lên, trèo lên cái thảm. Trèo lên cái thảm. Ôi, từ từ, đi nhầm. Ô, khó ghê nhỉ. Chúng ta phải nhảy à? Nhảy nhẹ. Ơ, nhảy nhẹ thành ra bên này à? Đấy, được, ok, ok. Cuối cùng, ô. Thế mới điên. Trèo lên thảm anh em ơi. Đây, đây. Cái này nhảy nhẹ cũng không được à? Đấy, đấy. Rất nhẹ nhàng. Rất, rất nhẹ nhàng thôi. Xong, đi xuống dưới anh em ơi. Nhảy qua này. Đây là chuồng chim. Sang bên này. Xa ghê. Nó đang hướng dẫn chúng ta đi một vòng luôn anh em ạ. Rồi, ok. Đi một vòng qua quanh cái tòa nhà này. Và sau khi làm xong cái này ta sẽ nhận được một con mèo đen. Rất là tuyệt, nên tiền để mua mèo đen. Mình đang cần mèo đen anh em ơi. Rồi, ok. Let's go boy. Đi đúng một vòng luôn. Không sai. Đi đúng một vòng luôn. Ui xuồi ôi. Leo thang. Như thế này thì mèo làm sao mà đuổi được. Mèo không có cơ hội mà đuổi nhé. Đi đúng một vòng lên trên nhà. Xong. Đã xong. Một vài hướng dẫn cơ bản đã xong. Còn hai hướng dẫn nữa đúng không? Mệt ghê. Phía dưới này đã xong chưa? Cái này phải hướng dẫn xong mèo tôm à? Hay cứ hướng dẫn xong chuột là được tượng thăng tiền nhỉ? Chẳng lẽ phải làm xong cái nhiệm vụ này? Lâu ghê nhỉ? Đây hướng dẫn map mới à? À đây là cái map ấy đây. Đây cái map cung điện đây. Go.
Ok. Cái này. Ai chắc. Cái này phải nhanh tay anh em ạ. Ủa, ấn nhầm vào cái nút go ạ. Bó tay. Đây này. Đấy, chưa? Bàn chân của chuột. Nhìn cành cây, nhìn đây. Dã man nhảy trên này nhảy được cơ à? Trên này mình còn chưa nhảy bao giờ cơ. Đang hướng dẫn chúng ta. Có thể nhảy được. Có thể nhảy được. Tiếp tục leo lên anh em. Leo lên trên, nhanh nào, nhanh nào. Cần hoàn thành nhiệm vụ này xong nhanh nhất có thể nào anh em. Đấy, cái này phải nhảy lên thì mình mới bám được anh em ạ. Thôi con mèo có bám được không nhỉ? Hình như con mèo cũng sẽ bám được thì phải. Nhìn chung là chúng ta phải thuộc cái map này cơ thì mới ok được. Xong. Ôi chỗ này khó nhảy ghê đấy anh em ạ. Chỗ này khó nhảy ghê. Có mỗi tí tí này. Mắc khó nhảy luôn. Cầu thang mắc dài luôn. Tiếc kiểu gì cũng phải đi. Đấy. Xong. Lên đây. Đó ok. Chúng ta vẫn đi một vòng đúng không? Chính xác đi một vòng à? Ten 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 ten. Xong xong xong. Cuối cùng tôi đã xong nhiệm vụ này. Tất cả vì để mua con mèo đen. Làm nó cái này nữa nào anh em. Không biết là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ chưa. Nó mất khoảng 6 phút để làm một cái linh tinh này rồi. Có các loại bình thuốc khác nhau đây. Nó phân chia ra là khoảng bao nhiêu nhỉ, 6 hay 7 loại gì đó. Uống từng loại một anh em. Đấy, được chưa? Chúng ta uống từng loại một. Uống từng cái một. Đấy. Có phải không nhỉ? Chúng ta đang uống từng loại một đây, phải không? Cái này là tăng lực sĩ này. Con này thì không uống được cái, bất kỳ cái gì cả anh em ạ. Nó hướng dẫn cái gì đây? Chẳng hiểu là nó đang bảo cái gì. Lực sĩ mèo. À lực sĩ chuột chứ. Quên quên mất lực sĩ mèo. Đập nó đơ đúng không? Chẳng hiểu nó bảo mình cái gì luôn anh em ạ. Hay uống tất cả các loại thuốc. Có lẽ uống tất cả loại thuốc. Có lẽ vậy. Nào uống cái tăng hình à. Cái này sẽ tăng hình nè. Đầu tiên uống thuốc gì? Nó có hướng dẫn mình đích đâu. Nó có hướng dẫn mình uống thuốc đâu. Hay uống tất cả các loại thuốc ở trong vòng bao nhiêu giây đấy. Các em có thể nhìn xa này. Rồi ok, bây giờ ta sẽ uống từng loại luôn. Khó ghê nhỉ. Tăng hình này. Cái này là uống thuốc cuối cùng à, tăng giáp này. Cái loại nhìn xa ra vừa uống rồi này. Nhanh 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 nhanh. Xong rồi đập con mèo nữa là xong đúng không? Có lẽ là thế. Thế không được rồi. Cái loại thuốc này đang hết rồi anh em. Ai chà chà, khó hiểu nhờ. Cái này làm nào? Đấy biết làm luôn đấy. Toàn tiếng tàu thôi. Không biết là chơi cái này kiểu gì. Khó hiểu ghê. Hay uống tất cả loại thuốc ta. Có khi phải uống hết tất cả loại thuốc anh em ạ. Uống hết tất cả bằng ngày chai thuốc. Đây là đúng rồi. Thì chai thuốc nó sẽ không hiện lại đâu nha. Ok. Đó chưa uống là mình nhảy luôn ạ. Nào. Đấy, bây giờ mình uống nè. Bó tay.com. Cho uống tất cả chai thuốc trong này là được. Có lẽ là thế. Ô, xong đến đây à? Từ từ. Hình như đến đây là được rồi mà. Bó tay, cứ uống hết tất cả chai thuốc làm gì cả. Đến đây là xong rồi. Ok, xong cái này nhé. Xong chưa? 7.000 năm rồi anh em. Ok được rồi, 7.000 năm rồi. Trời ơi, làm gì đánh nữa. Đi mua mèo này anh em ơi. Quyết tâm là mua con mèo cái. 7.400 này. Mua luôn anh em ơi. Yes sir, cuối cùng nó mở khóa con mèo này rồi. Wow, 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 wow. Cái này là cào xa. Cái hết mà mặc con mèo.
chẳng biết dùng cái nào cả. Thôi cứ dùng tạm một vài cái đi, xem như thế nào. Rồi ok, chúng ta sẽ let's go boy nào. Đồ đó không đánh mèo đen rồi. Yes, đánh mèo đen anh em ơi. Chiến nào. Là lâu lắm tôi mới đánh mèo đen đây. Con cúm mèo. Cúm mèo buồn ngủ. Sao mãi không thấy nhỉ? Tìm một trận mèo phải khó ta. Cho đợi một tí vậy. Không ai đánh mèo ở đây rồi. Có mà, cái này có người chơi mà. Sao không có ai chơi? Có người chơi là chắc chắn. Mấy mấy giây thôi là chúng ta sẽ vào ngay một trận mới này. Yes. Yes boy. 4, 3, 2, 1. Let's go. Chuẩn bị vào. Cứ chim chim cú nhìn trông rất là ngáo. Mắt cứ buồn ngủ. Đây, vào thôi anh em. Vẫn có một thằng nó không chơi ấy. À đây rồi. Ok, ui ôi, chuột kìa. Ok. À thế mình đi mình vẽ cái thứ nhờ. Để có khi còn được đồ xịn chăng. Yeah. Yes. Nào. Vào nào, con mèo đen này rất là khỏe. Ồ, nó có hai con chuột khó chịu. Một con chuột con à. Thì con chuột con là khả năng bắn đạn tên lửa nhá anh em. Khó ghê đấy. Thử thách lớn đấy, thử thách cao đấy. Cam go đấy dành cho mèo đen nhá. Đấy, cam go dành cho mèo đen. Nhưng mà mèo đen khỏe mà, bây giờ đánh ngon ghê. Chú rất thích đánh mèo đen luôn. HP. Chú sẽ đi ném ở đâu đây? Có HP ở trên đúng không? Khoảng nào lấy được HP rồi thì phải. Chỗ này không đóng cửa được nhỉ? Chỗ này không đóng. Ui ôi xịt. Ây chà, bị ăn đập. Ô. Ghê nhỉ, bọn này nó chạy trốn rồi. Ơ, nó ở dưới à? Jerry và Tom. Ôi trời, quả đấy có thể là đập được rồi. Khó ghê nhỉ. Không được anh em ơi. Khó ghê ta. Rồi sau này mình bắt một con bên này vậy. Mình không kiếm được bất kỳ kinh nghiệm nào. Còn nói có đống kinh nghiệm. Hello mấy cưng, ra đây không? Ấy chà chà chà. Ấy chà 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 chà. Ấy chà 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 chà. Bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi anh em ơi. Yes. Ui, con này khôn ghê anh em ạ, con này khôn lắm ấy. Khó chịu ghê nhỉ, đánh sao nhỉ? Chứ có chuột con rồi. Đây rồi. Choáng 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 choáng. Bị choáng anh em ạ, tôi bị choáng. Điên thế nhỉ? Khó chịu ghê. Làm sao đây? Bị choáng anh em ạ. Khó chịu ghê thật đấy. Bọn này nó quay mình anh em ơi. Nó quay mình từ lúc nãy đến giờ luôn. Chết rồi, ok ok, bắt được rồi, bắt được rồi. Bắt được rồi, bắt được rồi. Cuối cùng thì bắt được anh em. Ôi tàng hình nhỉ. Ok, ôi xưa, bó tay luôn. Thế mới điền chứ. Ây trời trời.
toàn quây mình thế này thì làm sao mà đỡ được nhỉ? Toàn khó ghê. Còn nó hồi đầy máu anh em ạ. Toàn 2-3 con này thì chơi thế nào? Khó ghê nhỉ. Thật sự rất khó luôn. Nó đẩy, nó đẩy bên này. Không được anh em ạ. Nó vẫn cố nó đẩy. Trên này có một cái này, trên này có một cái này anh em. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Bắt được rồi, bắt được rồi, bắt được rồi, bắt được rồi. Bắt được rồi, bắt được rồi. Bắt được rồi, bắt được mày rồi. Ui dồi ôi, cái này khó chịu ghê. Ăn cái bánh này phát. Ăn cái bánh này phát anh em. Rồi, ok. 19 giây kìa, còn gần 24 giây nữa kìa. Khó nhỉ. Khó chơi đấy. Làm sao mà có... Ui xổi ôi, cái chỗ này bị... Cái này toàn bị ăn đập thôi anh em ạ. Cái chỗ này toàn bị ăn đập thôi nha. Rồi, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Một con, một con, một con đai, một con đai, một con đai. Ui xổi ôi, khó ghê nhỉ. Đây rồi, đây rồi, đây. Ui xổi ôi. Đấy rồi, bắt được mày rồi, em ơi, là em. Đây nhé, một phát vào đây. Rồi, hai con. Bây giờ còn, còn lại có mỗi một con ở phía dưới thôi anh em ạ. Dễ chơi, dễ chơi, dễ chơi, dễ chơi, dễ chơi, dễ chơi, dễ chơi. Hai đấu một thì không chột thì cũng què thôi. Ai chà chà. Bị đập anh em ạ, cho bị đập. Ấy chà 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 chà, khó chịu chưa cưng. Khó chịu chưa cưng. Ăn cái này mọ. Ấy chà chà, ấy chà chà. Đố bắt được đây. Đố bắt được đây. Đố bắt được luôn đây. Ấy chà chà chà. Nó sẽ di chuyển lên trên này anh em ạ. Nó di chuyển lên này. Mình sẵn sàng một cái để húc húc bọn kia luôn. Cái này hơi khó, cái này có thể đẩy được cả format ra nên rất là dị. Còn một con này nữa đúng không? Còn một con khó chịu đây đúng không? Ok. Cái này đóng băng này. Ấy chà chà. Lại tiếp tục đẩy à? Ôi đẩy nhanh ghê. Nó đẩy được rồi nè. Khó chịu thế. Này này thì không dính này. Cứ bình tĩnh, mình sẽ đẩy cái này ra. Mình sẽ đẩy cái format này ra thôi. Đơn giản.
Ai cha cha cha, có hai con này à? Khó ghê nhỉ. Khó ghê nhỉ. Ô, sao trong băng vậy? Chúng ta phải bảo vệ cái này anh em ạ. Khó đấy, cái chuyện này khó đấy, chuyện này không hề dễ đâu. Này này. Này này thì đi đâu? Chúng ta sẽ châm cái này luôn. Châm nổ này luôn, châm nổ cái này luôn. Đấy, ok. Thắng rồi anh em ơi, yes, quá hay luôn. Tưởng gì, tưởng thế nào ăn được mình, cuối cùng vẫn thua rồi, vẫn thua con mèo đen thôi. Mèo đen độc ác vãi chưởng, vẫn thua anh em ạ. Vẫn thua là thua, không ăn thua. SS, chúng ta được rank SS, bọn nó đấy cũng hay. Chúng ta hạ được cái con chuột con đầu tiên ấy thì là hợp lý nhỉ. Xong rồi 2k2, con chuột Jerry, cái gì Jerry Atom này cũng ghê. Nhưng không ăn thua, mình hạ nó rồi. Thắng anh em nha. Ok thì chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Tom and Jerry. Xin chào, gặp lại, bye bye.